Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 2017, Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị bộ trường kỷ bằng gỗ lim xanh của Nam Phi. Được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện xong phần POM và chúng tôi chuẩn bị đi bàn giao cho khách hàng, đó là chú Cường, chú ở Bắc Giang. Hôm trước thì chú đã về trực tiếp đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để ký duyệt bộ trường kỷ lim xanh này, đặc cấp này. Ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong, chúng tôi quay một cái video clip để giới thiệu cho quý khách hàng gần xa thấy được. Ở đây là bộ trường kỷ lim loại nhỏ, đó, kích thước nó nhỏ. Quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi vẫn còn rất nhiều các cái mẫu trường kỷ khác chúng tôi đang trưng bày tại xưởng sản xuất của đồ gỗ Thành Luân, còn rất nhiều. Đây, chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết. Bộ này là bộ trường kỷ lim cỡ này là cỡ tiểu, vân rất chi là đặc sắc. Chúng ta cùng đi vào đường nét. Và ngoài bộ trường này ra thì chúng tôi vẫn còn rất nhiều các mẫu trường tương tự, mẫu tiểu và mẫu ngoại hạ rất nhiều. Quý khách nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc là 0972 770888. Ngoài ra chúng tôi còn nhận đặt hàng theo cầu mẫu mã kích thước của gỗ. Đây là bộ trường này, là vách này là ba vách, vách đục len, đục túi quý, tùng cúc trúc mai, và vách ở giữa chúng tôi đục tích sen cò. Nó rất là ý nghĩa và sang trọng. Đây, cái sản phẩm đặc sắc này thì khi quý khách kê vào trong nhà nó mang lại giá trị, nó sang trọng hôm nay và giá trị cho mai sau. Bộ này là bộ trường kỷ lim xanh, bộ tiểu gồm có 3 món, có 2 trường và 1 bàn, hàng vân đặc sắc. Chúng tôi hiện tại ở xưởng chúng tôi vẫn còn rất nhiều các bộ trường tương tự như này, mẫu y hệt như này và kích cỡ như này. Ván mặt của chúng tôi là làm dày 2 phân. Chân này chúng tôi là chân 9 chỉ, cái bộ nhỏ chúng tôi làm chân 9 chỉ, 2, 4, 6, 8, 10 chỉ, 2, 4, 6, 8, 10 chỉ. Đây, chân này chúng tôi là 10 chỉ, vì chân nó to hơn thì 11 chỉ. Khách nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi. Vân rất chi là đẹp, khi hoàn thiện lên vân lộ cực kỳ là đẹp. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng sản xuất của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại làng Nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Tứ Xuyên, thành phố Hà Nội. Khách liên hệ trực tiếp với Thành Luân với tôi. Tôi xin nhắc lại hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2017. Tôi giới thiệu bộ trường kỷ gỗ lim xanh của Nam Phi gồm có 3 món. Bộ này là của chú Cường, chú ở Việt Yên, thành phố Bắc Giang. Và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn, xin chào lại quý khách trong những video tiếp sau. Quý khách có thể truy cập vào youtube.com và tìm kiếm đồ gỗ Thành Luân. Sau đó click vào nút đăng ký ở phía bên cạnh chữ đồ gỗ Thành Luân để liên tục được xem các sản phẩm mà Thành Luân chúng tôi cập nhật hàng ngày. Thành Luân xin chào lại quý khách.